Bộ Công Thương đang gấp rút lấy ý kiến góp ý cho dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 95 năm 2021 và nghị định 83 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu. Theo đó đề xuất nhà nước chỉ công bố giá định hướng về xăng dầu, còn doanh nghiệp sẽ tự xác định đưa ra giá bán lẻ sau khi cộng chi phí kinh doanh thực tế. Điểm mới đáng chú ý đầu tiên tại dự thảo là về công thức giá và phương thức điều hành giá xăng dầu về công thức giá bộ công thương đề xuất sửa đổi công thức giá và phương pháp công bố giá cơ sở mặt hàng xăng dầu theo hướng nhà nước chỉ công bố các yếu tố cấu thành giá gồm giá thế giới thể hiện qua giá plus bình quân các loại thuế thu vào ngân sách nhà nước lợi nhuận định mức mức trích lập chi sử dụng quỹ bình ổn giá để định hướng cho việc tính và quyết định giá bán lẻ xăng dầu cụ thể của các công ty đầu mối kinh doanh xăng dầu các doanh nghiệp căn cứ các chi phí thực tế của mình để tự xác định và công bố giá bán lẻ thực hiện kê khai giá khi thay đổi giá và báo cáo về bộ công thương bộ tài chính để giám sát